Chút xíu thế nào cũng có con cá dính cho em coi. Thấy chưa, nó nhấp nháp rồi đó. Chào đôi vợ chồng trẻ. Anh Huy. Chào người đẹp, tưởng em đi luôn rồi chứ. Dạ, càng ngày càng bảnh bao ra đó nha. Anh hả? Chồng em kìa, nó mới là thằng bảnh bao nhất đó. Nè, tặng em. Cảm ơn anh. Đúng ra, theo kế hoạch thì bữa đi chơi ngày hôm nay là do anh Khao. Nhưng mà anh nghe thằng Toàn nói em ở lại không đi nữa. Cho nên bữa đi chơi hôm nay anh với thằng Toàn cưa đôi. Gì kỳ vậy mày? Anh Huy tính toán khôn quá. Anh thấy em ở lại là đúng đó. Chứ em mà đi nữa không ai giữ chân được nó đâu. Nó sẽ hư đó. Ủa, bộ bây giờ anh hư lắm hả anh? Tạm thời thì chưa đến nỗi nào. Mà ông bà gọi thức ăn gì chưa? Hay là định đứng đây câu cá lên rồi ăn? Đâu có. Ở trong á, tao đặt tiệc hết rồi. Hai vợ chồng tao đứng đây câu cá để chờ mày tới đó. Nè, cầm giùm tao coi. Số gì lạ quá kìa trời. Alo, ai vậy? Xin chào, khỏe không? Không khỏe. Em lại mất liên lạc với anh thêm 3 ngày nữa. Anh vẫn không chịu gọi điện. Không biết anh có quan tâm đến tình cảm của chúng ta hay không? Em đang đứng trước cửa nhà anh nè. Anh làm cái gì vậy? Tại sao chìa khóa mà anh cũng thay đổi luôn là sao? Chìa khóa. Hôm nay nhất định em phải gặp được anh. Anh xin lỗi. Cái gì thôi? Sếp gặp sau nha. Chết rồi Huy ơi. Hả? Tự nhiên tao quên. Tao có hẹn với ông khách á, là đi câu cá. Bây giờ tao cũng không biết sao nữa. Khách đó hả? Ông khách của mày đúng là biết điều thì chứ. Ngày chủ nhật cũng không để cho mày yên nữa. Chuyện làm ăn mà mày cũng biết mà phải không? Vậy giờ sao vậy? Công việc này quan trọng lắm á. Mày đi giùm tao đi. Thôi được rồi. Bây giờ mày ở đây câu cá với vợ mày đi. Tao đi tiếp ông khách của mày cho. Mày đi đi. Cảm ơn mày. Mai nè. Mày hẹn ông khách mày ở đâu vậy? Ở trước cửa nhà tao á. Thôi được rồi, tao đi đi. Toàn ơi. Hả? Cái chồng này mày gánh hết đó nha. Thì đi đi. Hay bây giờ tao vô tao ăn ha. Rồi chút nữa tao đi được không? Đi đi, công việc là trên hết mà. Bữa khác tao đãi lại mày. Hả? Không cho ăn hả? Thì vậy thôi anh đi ha. Hai vợ chồng dạ. Ở lại chơi vui vẻ nha. Cảm ơn. Chào anh. Bữa khác tao đãi mày, yên tâm. Đôi khi em ngưỡng mộ tình bạn của anh với anh Huy quá. Lúc sống chết cũng có nhau. Tụi con gái tụi em không có được như vậy đâu. Trời ơi, em có biết không? Nó thương anh dễ sợ luôn á. anh. Hình như cá cắn câu. Anh. Trời, công nhận anh sát cá ghê luôn đó. Anh,
Sao anh không gọi điện cho anh Huy, hỏi ảnh là có tiếp đối tác của anh được không? Có gặp vấn đề gì không? Trời, nó mà làm việc á, em yên tâm đi. Mà đặc biệt á, là mấy việc này nè, nó làm còn hay hơn anh nữa đó. Trời ơi, cái hồ bể lớn vậy mà hai chồng mình câu được con cá có bé tí. Xác cá quá. Anh cũng tới tìm anh Toàn hả? À, anh đến để gặp em. Em đừng có hiểu lầm, Đình Toàn bận tiếp khách nên nhờ anh đến đây để gặp em. Em không ngờ anh không đến mà người đến lại là anh. Anh cũng không ngờ nữa. Vậy anh nói sao? Nó hẹn với em ngày chủ nhật. Mà nó nói ngày chủ nhật nó cũng chưa chắc nó đã được rảnh. Anh bận nhiều việc quá ha. Nhiều tới mức độ nó không thoát thân ra được. Anh Toàn kỳ thiệt á. Anh không đến được thì thôi, làm phiền anh Huy làm chi? Có gì đâu, ai biểu tôi là bạn thân của nó. Em biết đã là bạn bè thì sẵn sàng giúp đỡ nhau trong những thời điểm nhạy cảm nhất chứ gì. Có lẽ cũng chỉ nhạy cảm đối với nó thôi. Hai anh thân tới mức không giấu nhau điều gì chứ? Cái đó còn tùy thuộc vào công việc nữa. Khi thằng Toàn nó định giấu điều gì, có cày răng nó cũng không nói đâu. Và kể cả anh cũng không ngoại lệ nữa. Thì ra là vậy. Thì mình kiếm chỗ nào ngồi đi, không lẽ ngồi đây nói chuyện hoài sao? Em thấy thời gian gần đây anh Toàn có nhiều chuyện bí ẩn lắm. Vậy sao? Em rất muốn biết trong đầu anh đang nghĩ gì. Chuyện đó chỉ có Đình Toàn mới biết được thôi, chứ làm sao mà anh biết được. Vậy hả? Anh không có gì để nói cho em biết sao? Không, nếu có thì anh chỉ có thể nói chuyện làm ăn với công ty của em thôi. Hôm nay em không muốn nói chuyện làm ăn đâu. Thôi, em không đợi nữa. Anh yên tâm đi. Em nói cái gì kỳ vậy? Có gì đâu mà anh không yên tâm. Em biết anh Toàn không muốn em đứng đây đợi. Nếu cứ đứng lì ở đây á, thì anh ấy sẽ rất khó xử. Em cũng không muốn anh bị khó xử nữa. Em đi nha anh. Thu Phương, ngoại ăn bánh xèo ngoại. Chà, lâu lắm mà ngoại mới ăn bánh xèo ngon vậy à. Ngoại, nếu mà ngoại thích á thì ngày nào con với má cũng đổ bánh xèo cho ngoại ăn ha. Ủa, bộ con có tiền nhiều lắm hả? Trời ơi, ba ơi, ba ăn được bao nhiêu mà lo. Ngoại, ăn thêm đi ngoại. Ủa, sao con không ăn đi? Dạ thôi, con sợ mập lắm. Trời ơi, cháu ngoại tao mà cứ sợ mập, tí mày ốm nhách luôn à. Ông ngoại ơi. Vậy,
Lát nữa con đưa ông ngoại đi khám nha. Trời ơi, tao đâu có bệnh gì đâu mà khám. Ngủ rồi. Ngoại, ngoại già cả rồi, lâu lâu cũng phải đi khám tổng quát một lần cho chắc ăn chứ. Tụi con có hiếu vậy là ngoại vui à. Tiền bạc khó khăn, thôi để dành tiền làm chuyện khác thôi. Nhưng mà ngoại... Thôi, ngoại đã nói vậy thì con chịu ý ngoại đi. Nhưng con đã có hẹn với bác sĩ rồi mà má. Ngoại đã nói rồi, có chết ngoại cũng đi bệnh viện nữa. Cái chỗ gì mà thấy mà ghê. Hửi cái mùi muốn bệnh rồi. Chẳng thà ở nhà tao hửi mùi bánh xèo. Thôi, chịu ý ngoại. Thôi, ăn đi, gấp thêm cho ngoại kìa. Dạ. Ba, ngon ba. Ngon, rau ngon quá. Cảm ơn anh nhiều. Không có gì. Mà anh Huy, anh còn biết gì về anh Toàn nữa không? Anh chúc em luôn luôn vui vẻ. Có gì đâu mà không vui chứ. Em rất vui vẻ mà. Em không phải loại người mang tình cảm ra đùa cợt đâu. Một khi đã yêu là em yêu hết mình. Là người như vậy làm sao không vui vẻ được. Anh hy vọng Đình Toàn sẽ hiểu được điều này. Đương nhiên là em muốn anh hiểu. Nhưng em rất thắc mắc là tại sao anh vẫn chưa hiểu. Em biết anh là bạn thân của anh Toàn. Và nếu anh cũng là bạn của em, thì em tin chắc anh sẽ có điều gì để nói với em đúng không? Anh yên tâm đi, em sẽ không làm anh khó xử đâu. Cuộc sống này đâu chỉ có tình yêu mới đẹp, mà tình bạn cũng đẹp lắm chứ. Thôi, em chào anh. Ừ. Ngọc Hà. Dạ. Con lên lầu thay đồ đi, rồi đi với ba mẹ. Qua nhà ngoại hả mẹ? Ừ, hôm nay không có về nhà ngoại. Mình đi xem nhà mới của ba. Hân Hồ, ba mới mua nhà mới hả? Ba chỉ thuê nhà thôi. Sao ba phải thuê nhà? Ba cần một không gian yên tĩnh để làm việc mà con. Vậy ba có về nhà ăn cơm không? Khi nào ba bận việc quá thì ba ở lại đó ăn cơm luôn. Ba có về ngủ không? Ba mẹ ly dị đúng không? Ngọc Hà, con ra đây với mẹ. Sao con lại hỏi như vậy? Tụi bạn ở trong lớp nó nói á, ba má tụi nó không ăn cơm chung là ly dị á. Nhưng mà ba mẹ đâu có ly dị đâu. Vậy tại sao ba phải đi ở chỗ khác? Ba nói cho con nghe nè. Thí dụ như con học ở trong lớp á, rồi con ngồi chung bàn với bạn. Dạ. Rồi có khi nào giữa con với bạn con giận nhau rồi đánh nhau không? Giận thì có giận, nhưng mà đánh thì không có đánh. Ba quên. Nhưng mà thí dụ lúc xảy ra chuyện đó thì con có muốn ngồi chung với bạn con nữa hay không? Không. Ba với mẹ bây giờ cũng vậy đó con. Ba mẹ có những chuyện không hiểu nhau, cần phải tách ra một thời gian để có thể bình tâm trở lại.
Rồi khi nào đợi mọi chuyện êm xuôi? Rồi sao hả ba? Thì ba sẽ quay về với con. Thiệt không ba? Ừ. Thiệt không mẹ? Thiệt. Ba mẹ móc méo với con đi. Vậy con lên thay đồ. Em thấy căn nhà này cũng được đó anh. Ở đây được cái nó gần công ty của anh. À, bếp á, em thấy còn thiếu rất nhiều thứ. Chắc chúng ta phải đi siêu thị. Anh biết rồi. Ba. Ba. Từ thứ hai đến thứ sáu cờ với mẹ. Sáng ba đưa con đi học, chiều mẹ đón con về. Rồi thứ bảy cờ với ba, chủ nhật con về bên ngoại. Được không ba? Được không mẹ? Vậy cũng được. Dạ xin lỗi, anh có phải là bác sĩ Tùng không ạ? À, là tôi đây. Cô là Minh Hằng hả? Dạ không, em là Minh Hương, chị của Minh Hằng. À, chào cô. Rất hân hạnh được biết cô. Dạ. Hôm trước anh Đức Minh, chồng chị Đan Thanh, có gọi điện báo cho tôi biết. À, ủa mà ông cụ đâu rồi cô? À, dạ xin lỗi anh, ông ngoại em không có chịu đi cho nên. Ờ, cũng không sao. Bây giờ cô hãy nói cho tôi nghe là ông cụ có triệu chứng như thế nào. Dạ, trong khoảng mấy tháng gần đây á, thì ông ngoại em càng ngày càng lẫn, nặng hơn. Cứ nhớ chuyện này sọ sang chuyện kia. Bệnh á, càng ngày càng trầm trọng. Ví dụ như là rõ ràng là ông ngoại em chưa có ăn sáng mà cứ khẳng định á, là đã ăn rồi. Hay là tự nhiên lâu lâu cái đòi về quê thăm những người họ hàng bà con. Nhưng mà thực tế thì họ đã mất từ lâu lắm rồi. À, mà mới hôm qua đây nè, tự nhiên ông ngoại bơm bánh xe cho em. Nhưng mà không có phải là bơm bằng ống bơm bình thường, mà dùng cái bình xịt nước, cứ ngồi xịt xịt giống như là bơm bánh xe. À, mà năm nay ông ngoại của cô bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, ông ngoại em hơn 80 rồi. Gia đình em rất là lo lắng. Sự lo lắng của dành cô như vậy là không thừa đâu. Có thể là ông ngoại của cô mắc chứng bệnh suy giảm trí nhớ ở người lớn tuổi, hay còn gọi là bệnh mất trí nhớ. Mất trí nhớ hả? Sao tự nhiên ông ngoại em lại... Tất cả mọi căn bệnh á, không tự nhiên mà có đâu. Nó xuất phát đều có nguyên nhân hết. Tôi nghĩ cô nên đưa ông cụ đến đây, chúng tôi sẽ khám chẩn đoán chính xác hơn. Dạ, em cảm ơn bác sĩ nhiều. Em sẽ thử. À, chào cô. Mày xuống đây ngồi cái coi. Làm cái gì mà căng thẳng dữ vậy? Xuống đây ngồi. Làm cái gì mà mới sáng sớm giống như ăn cướp vậy? Mày còn nguy hiểm hơn là ăn cướp nữa. Bây giờ mày tính sao? Là sao? Sao là sao? Thu Phương, chuyện của Thu Phương đó. Chưa tính xong. Bây giờ mày khỏi phải tính nữa. Mày chỉ có một việc duy nhất phải làm là mày hẹn Thu Phương ra, nói hết sự thật. Dù mày có phải quỳ xuống lại người ta, mày cũng phải lại nữa. Mày á, làm như chuyện đơn giản lắm vậy. Cũng đâu đến nỗi quá phức tạp lắm đâu. Nếu mà phức tạp, chính là cách của mày phải nói chuyện với Thu Phương. Làm thế nào để mà người ta bỏ qua cho mày? Hồi nào tới giờ mày quen nói láo rồi. Bây giờ mày phải nói thật, mày thấy khó quá chứ gì. Hơn nữa, người mà mày sắp phải đối diện chính là cô gái đã từng bị mày lừa gạt, cho nên mày thấy khó quá phải không? Mày á, mày nói câu lừa gạt thấy khó nghe quá. Rõ ràng là như vậy. Đình Toàn, lửa cháy ngang mày rồi.
mà mày còn liếc qua liếc lại. Bộ mày muốn chết hả? Thôi mà, mày đừng có hù tao có được không? Tao hù mày à? Tao cho mày hay, người ta đã móc hết ruột gan ra để yêu mày. Bây giờ mày lấy cái gì để đổi lại tình cảm chân thật của người ta đây? Hả? Mày nói đi, tao hỏi mày. Mày muốn cô ta sống hay mày muốn cô ta chết đây? Thì bởi vậy tao mới nói đây là cái chuyện rắc rối nhất á. Lúc trước á, mày không nhớ hả? Tao kêu mày lên phòng, tao xin ý kiến của mày, tự nhiên cái mày xả tao một hơi, chửi tao một hơi rồi bỏ đi, không giúp đỡ được cái gì hết á. Giờ mày còn nói gì nữa? Những gì tao nói với mày từ nãy giờ chính là ý kiến của tao đó. Mau lên đi Đình Toàn, mày mau đã thông tư tưởng đi, mày mau hẹn gặp Thu Phương, mày mau cắt đứt quan hệ với cổ, mày mau hạ quyết tâm đi. Chuyện tình cảm mày làm như mấy miếng thịt vậy, muốn cắt là cắt. Tao chắc tao hạ quyết tâm không nổi đâu. Nếu chuyện này mà dễ thì tao đâu có nói mày hạ quyết tâm. Ai biểu mày tham ăn tham uống cho cố vô rồi bây giờ mới như vậy đó. Tao khuyên mày hãy thành tâm thú thật hết với Thu Phương đi, sau đó mong cô ấy tha thứ cho mày, rồi mày về nhà tắm rửa sạch sẽ, đối xử thật tốt với Thảo Vân, coi như là không có chuyện gì xảy ra hết. Đây là hạ sách. Hả? Ê, cái đó là hạ sách hả? Nói vậy mày còn thượng sách phải không? Toàn ơi là Toàn, đến nước này mà mày còn đòi thượng với hạ cái gì? Có sách cho mày là hay lắm rồi. Thì để từ từ tao suy nghĩ cái đã. Nè, mày suy nghĩ cho kỹ đi nha, rồi đừng có nói là tao không nhắc. Tội giả đó là mày chịu hết á. Lần nào vô cũng chửi cũng xả một tăng rồi bỏ đi ra, không biết tao với mày có phải là bạn với nhau không nữa. Có cái thượng sách cũng không nói cho mình biết nữa. Đưa Toàn là hạ sách không? À, Thu Phương à, em mau hoàn tất bản kế hoạch triển lãm trang trí nội thất của công ty Thái Quang để chị trình lên cho sếp duyệt. Sáng qua sếp hỏi chị rồi đó. Dạ, em cũng đang tăng tốc đây chị. Sáng nay em định qua công ty của anh Quang Huy á để bàn dứt điểm luôn, rồi em sẽ đưa chị bản kế hoạch chi tiết nha. Ờ, em mau đi làm rồi về nhanh nha. Dạ. Mình đi nha Minh Hằng. Ừ, đi cẩn thận đó. Minh Hằng à, hồi sáng sếp đưa cho chị tập hồ sơ này nè, em coi đi. Sếp nói là khách hàng rất thích đề án ở trong bản kế hoạch này, cho nên là muốn chúng ta thực hiện và triển khai bản đề án này. Em xem rồi cho chị biết ý kiến nha. Sao ý tưởng này thấy quen quen vậy ta? À, của thằng cha hôm trước tới đây phỏng vấn đó. Ủa, mà sao khách hàng lại có bản đề án này chị? Ừ, chị cũng đâu có biết đâu, sáng nay sếp mới đưa cho chị đó. Em nhớ thằng cha này rồi, hình như chả tên Lê Quốc Thái. Lê Quốc Thái? Để em gọi con bé qua, kêu đem hồ sơ qua đây liền. Qua ơi. Dạ. Em tìm giùm chị hồ sơ của Lê Quốc Thái nha. Dạ. Tại sao đề án này lại lọt vào tay khách hàng vậy chị? Chị cũng không biết nữa. Tóm lại á, là em đừng có thắc mắc chuyện đó làm gì. Vấn đề là sếp giao thì mình cố gắng hoàn thành nhiệm vụ thôi em à. À, Hằng nè. Dạ. À, có thật là cái đề án này của Quốc Thái không em? Em nhớ chính xác rồi, không có lầm đâu.
Cái bản đề án này hả, kẹp trong hồ sơ xin việc của ổng á. Hôm phỏng vấn á, em có đọc thật kỹ, mà công nhận là nó hay thiệt. Hay? Hay mà sao em còn ngầu với người ta? Thì tại hôm đó anh ta làm thấy ghét quá à. Em đó, chị đã nhắc em hoài mà sao em chẳng nhớ gì hết. Cho dù có bực mình tới đâu thì cũng phải bình tĩnh. Vấn đề là em phải làm cho đối phương tiếp nhận ý kiến của mình một cách đầy đủ nhất, chứ không phải là em áp đảo để hạ gục người ta. Em không muốn mà gì cũng đã lỡ rồi. Chạy! Cướp! Cướp! Ôi người ta! Cướp! Bắt nó giùm tôi! Ê! Có con cướp kìa! Cướp! Mày đứng mày! Bắt nó giùm tôi! Ê! Đứng lại mày! Bắt nó giùm tôi mấy anh ơi! Đứng lại! Đó đó! Nhìn lên! Nhìn! Ngồi xuống, ngồi xuống, ngồi xuống. Đúng y rồi thấy chưa? Em nhớ không sai mà, chị coi đó. Chị, bây giờ tính sao đây? Chết em rồi, ai biểu em? Nếu bây giờ hả, mình lấy bản đề án này mà thực hiện á, là coi như mình xâm phạm bản quyền rồi. Chị có biểu em xâm phạm bản quyền của người ta đâu. Em thử suy nghĩ coi. Không lẽ bây giờ em phải đi gặp cha nội đó hả? Chứ làm sao nữa? Không gặp được không chị? Không muốn gặp thì có thể gọi điện thoại mà. Ờ ha, cũng có lý. Thôi, em xem đi. Xong có gì thì báo chị nghe. Dạ rồi. Đi vô. Giao hàng này cho anh đó. Lại cướp giật đường phố nữa hả? Nó đó anh. Alo, ai đó? Chào anh, xin lỗi anh có phải là Lê Quốc Thái không? Tôi đây. Tôi là Minh Hằng, bên công ty Ánh Việt. Công ty quảng cáo hôm trước đó, anh nhớ không? Tới chết tôi cũng không quên đâu. Tại vì tôi có công việc, tôi muốn gặp anh để trao đổi đó. Giờ hả? Giờ tôi không có rảnh. Thôi, tôi đi nha. Tụi em đi anh. Vậy là kế hoạch triển lãm tạm thời coi như xong ha. Còn một chút xíu nữa, có gì đầu giờ mình làm luôn cho xong nha. Dạ. Thôi cũng tới giờ ăn cơm rồi. Anh mời em đi ăn cơm ha. Anh cứ tự nhiên đi, khách sáo với em chi. Đâu, không phải là khách sáo, mà là nằm trong sự tính toán của anh hết rồi. Tính toán? Bây giờ như vậy nha. Nếu bây giờ em đi ăn một mình, rồi lát nữa ăn xong về đây anh cũng đợi em à. Bởi vậy hai đứa mình đi ăn cơm cho xong rồi về đây làm việc tiếp. Nếu anh đã nói vậy thì em đành để cho anh mời vậy. Đi thôi. Bởi vì em cũng không muốn chờ anh. Mình đi thôi. Mình ngồi bên đây ha. Ở đây đông quá em ơi. Hay là mình qua bên kia đi, qua bên kia cho vắng kìa, bên đó vắng kìa, mình qua bên đó nha. Đi em. Đi.
Chào Thu Phương. Chào anh Đình Toàn. Anh không định mời tụi em ngồi hả? Mời ngồi. Sao đúng lúc quá vậy? Để tôi giới thiệu cho. Anh để cho anh Đình Toàn giới thiệu trước đi. Đây là Thảo Dân, bà xã của Còn đây là Thu Phương. Thu Phương là một đối tác dễ thương của công ty tụi anh đó. Chào chị. Thôi mình kêu cái gì ăn đi ha. Em uống cái gì Thu Phương? Rượu. Rượu hả? Trời nắng gì uống rượu gì em? Đúng rồi đó em, uống cái gì mát mát nha. Em ơi, cho anh hai chai bia. Dạ. Anh Toàn nè, anh Toàn có bà xã đẹp như vậy mà giấu kỹ ha. À, mà không phải vì anh giấu Phương đâu, mà tại vì tôi từ nước ngoài mới về. Dạ. Không ngờ đối tác của công ty anh á lại đẹp như vậy. Tôi á mà có một đối tác đẹp như vậy á thì chắc chắn ngày nào tôi cũng đi làm. Nè, mà anh cũng vậy. Có một đối tác xinh đẹp như vậy á mà sao anh không nói trước? Nếu không á thì em đâu có bắt anh ngày nào cũng phải ở nhà chơi với em. Vậy cái khoản này thì thằng Toàn làm sao nó dành với anh được? Anh với Thu Phương đang hợp tác rất là vui vẻ và khăng khít đó, phải không em? Hả? Sao trước đây em không hề nghe anh nói điều này vậy? Bây giờ anh nói cũng đâu có muộn đâu. Hả? Rất vui được biết chị. Em có thể mời chị một ly không? Mình cũng cùng cho vui ha. Mời. Xin mời. Mời. Anh sao vậy? Tại vì chắc hồi nãy giờ để chân một chỗ cho nên nó bị tê. Chúng em hả? Anh xin lỗi. Em xin phép nha. Chiều nay em còn việc ở công ty nữa. Anh cũng có việc. Mình đi trước nha. Anh sao vậy? Không có gì. Hôm nay nóng quá. Thu Phương, hãy nghe nói đã. Anh đừng đi theo tôi nữa. Hắn đi qua theo tôi chứ gì? Anh thành thật xin lỗi em. Anh không đại diện cho Đình Toàn mà anh đại diện cho bản thân anh. Anh lại xin lỗi nữa. Anh cảm thấy đã quá muộn rồi sao? Đúng là hơi muộn, nhưng anh cũng phải cần xin lỗi em. Thu Phương à, hai anh ăn cắn với nhau để lừa gạt tôi. Tình bạn của hai anh là vậy đó hả? Không phải là vậy. Em bình tĩnh. Cút ra đi. Anh cút đi. Dân à, hồi nãy anh uống bia hơi nhiều, anh đi toilet chút xíu nha. Em đợi anh một chút nha.
Alo. Sao rồi? Trời ơi, mấy hôm trước tao đã nói với mày rồi, giấy làm sao mà gói được lửa mà mày không chịu nghe tao. Bây giờ cổ leo lên taxi đi rồi, tao không giữ cổ được. Quy Quy, bây giờ mày bằng mọi giá mày phải giữ được cổ lại nghe không? Ừ. Nếu như mà cổ điên lên á thì chuyện gì cổ cũng dám làm hết đó. Được rồi, được rồi, tao sẽ cố gắng, tao đang đuổi theo đây nè. Vậy nha. À. Sao anh đi toilet lâu vậy? Ờ, anh tính tiền hết rồi, bây giờ mình về nhà nha em. Alo Thu Phương hả? Em đang ở đâu vậy? Anh còn muốn nói gì nữa? Bây giờ tôi không còn tin ai nữa hết á. Chào anh. Anh đi trên đường không đội nón bảo hiểm mà còn nghe điện thoại nữa. Mời anh lên làm biên bản. Mời anh. Hằng nè. Dạ. Chị mới lên phòng tổ chức nhân sự. Đây là danh sách những người trúng tuyển. Công ty mình mời họ làm việc đó. Trong đó có Lê Quốc Thái. Ban giám đốc đánh giá rất cao về bản đề án của Lê Quốc Thái, cho nên đã đặt cách mời anh ta đến công ty mình làm việc rồi đó. Sáng nay giấy mời đã được gửi đi. Điều này lý giải vì sao sếp lại đưa bản đề án này cho chúng ta thực hiện. Có lẽ là trong nay mai anh ta sẽ là đồng nghiệp của em đó. Em ước gì hả? Anh ta được điều về đội thiết kế của em thì hay lắm mà nha. Thôi đi cô nương, dĩ hòa vi quý đi. Xém chút nữa em đã bỏ qua một nhân tài rồi đó. Để coi nhân tài thiệt hay là nhân tài giả đây. Thu Phương ơi, Thu Phương, em có nhà không vậy? Thu Phương, anh Quang Huy nè. Alo. Alo, Huy hả? Sao rồi? Ờ, tao đang ở trước nhà cô ấy nè. Cô về nhà chưa? Không có, theo mày thì cô ấy đi đâu? Ờ, tao thật sự cũng không biết thiệt mà. Ngay cả bạn bè của cổ á, tao cũng không biết nữa. Thiệt đó. Tao hiểu rồi. Ngay từ đầu mày đã tạo ra một cái hàng rào an toàn cho mối quan hệ bất chính của mày. Bằng cách mày cho nó vào một cái hầm bí ẩn tối om đó. Vì vậy, bạn bè của mày cổ không biết. Hai đứa bay. Chỉ biết có mỗi mình tao thôi à.
Trời ơi. Vậy bây giờ theo mày, tao phải tìm cổ ở đâu bây giờ? Quy, tao không biết thiệt mà Quy. Bây giờ mày ráng giúp giùm tao đi, nha. Thôi được rồi. Chừng nào mày nhớ ra cổ có đi tới công viên hay là quán bar nào đó thì mày gọi điện thoại cho tao. Vậy nha. Em. Ủa anh, đi vệ sinh sao không bật đèn? Anh đâu có đóng cửa đâu. Ủa Hằng, Thu Phương chưa về hả? Em chưa thấy. Nhỏ này nó đi đâu vậy ta? Không bắt máy hả chị? Hai giờ rồi mà nó vẫn chưa về. Gọi điện thoại thì nó không bắt máy. Chị gọi về nhà nó thử coi. Nhiều khi nó hay ngủ quên lắm á. Không có ai bắt máy hết á. Chị gọi hai cuộc rồi. Sao kỳ vậy ta? Không lẽ... Sao chứ? Thì tình duyên của nó lủng củng chứ sao nữa. Ngoài chuyện đó thì nó còn chuyện gì khác nữa đâu chứ. Mà nghĩ cũng lạ thiệt á. Sao nó cứ bị mấy thằng cha có vợ gạt hoài à. Hết giáo sư rồi tới kỹ sư. Toàn á là gặp phải mấy ông tổ sư không à. Chị, giờ sao chị? Biết làm sao giờ. Đành phải chờ thôi chứ biết làm sao. Trong khi sếp đang hối bản kế hoạch, còn nó thì lặng đi đâu mất tâm mà. À, hồi sáng này á, nó nói là nó qua bên công ty thiết kế nội thất Thái Quang á. Chị thử gọi qua bển coi. Ha. Alo. Dạ chào anh. Tôi là Đăng Thanh ở công ty quảng cáo Ánh Việt đây. Xin lỗi anh. Cho tôi hỏi có Thu Phương ở bên đó không ạ? Sáng nay thì có. Nhưng bây giờ thì không. Hay chị thì đến nhà cô ấy tìm coi cổ có ở đó không? Dạ tôi cảm ơn anh. Dạ, ba chị. Sao hả chị? Sáng á thì nó có làm việc ở bên đó. Nhưng bây giờ thì lặng mất tâm đi đâu rồi. Hay là nó đi quanh đâu đó ngoài đường chút nữa nó về á. Hy vọng là như vậy. Đại ca ra kìa anh ba. Thằng đó mà là đại ca cái gì? Mày đừng có xạo. Tháo mắt kiến ra coi phải không?
Đúng là đại ca mạnh ba. Sao nhìn lịch sự dữ vậy? Giờ học trong trường thì phải lịch sự chứ anh ba. Ôi đại ca. Đại ca. Dạ chào anh hai. Khoan đại ca. Gì đó ba gà? Đại ca đợi chút xíu. Mày làm gì vậy? Mày tính đốt luôn cái trại này hả? Hay là mày muốn tao vô trống học lại? Âm bà la. Mày làm gì vậy? Em xả xui cho đại ca. Wow. Người ta đi học, người ta ốm o kìa mòn. Đại ca đi học, đại ca mạnh khỏe, trắng trẻo hồng hào quá. Thì học giỏi. Em nể đại ca quá. Người ta học 4 năm ra trường, còn đại ca học có 3 năm ra trường. Tao chưa bao giờ ở lại lớp ha. Nắng quá. Đeo kiến đại ca. Đại ca. Gì? Mời đại ca ra xe. Trời ơi. Ba gà, bao nhiêu năm trời mà mày còn đi chiếc xe này hả ba gà? Từ lúc đại ca đi học á, em áp dụng chính sách tiết kiệm. Em giữ của cho đại ca đó. Bây giờ đại ca về, đại ca muốn xe nào có xe đó. Em quất cho đại ca chiếc xe bự xanh điệu xe đó luôn. Em nè, em chỉ đáng đi xe đó thôi. Tốt. Đại ca. Cái gì? Bây giờ mình vẫn sử dụng chính sách cũ hả đại ca? Là sao? Thì xả lũ đó. Được. Thì xả lũ. Sẵn dịp tao xả chiếc xe này luôn. Mời đại ca. Đi. Đi đại ca. Xả lũ vui lắm đại ca. Lên xe đại ca. Nè đi. Ông bà ngồi một mình buồn vậy em? Tôi buồn kệ tôi, cứ ngồi một mình kệ tôi. Tránh ra. Thôi em xỉn rồi, kệ đưa em về nha. Tránh ra coi. Thôi mà người đẹp, em đừng có dữ quá mà. Theo anh đêm nay anh sẽ bo cho em. Ok không cưng? Hả? Ông ơi, đừng mấy anh. Không cái gì vậy hả? Chị tiếp theo kìa, đang nhảy mà. Mày dám nhảy cái mày. Chết tôi đi. Quay giữ cô lại. Nè, coi. Chị ơi. Buông ra. Mấy người làm gì? Tính đi chị. Buông ra coi. Buông ra. Alo. Thu Phương hả? Không phải. Bạn gái anh đang say xỉn. Quậy phá ở đây đây nè. Tới rút lại đi. Lẹ lên. Anh ơi, anh làm ơn cho tôi địa chỉ rồi tôi chạy tới liền à. 222 đường Lý Tự Trọng á anh. Không lên. Dạ, dạ, tôi chạy tới ngay. Cảm ơn anh. Em lên nha. Buông tay tôi ra. Tôi đi đâu? Không muốn nữa mà.
Rồi ông khốn nạn. Nhỏ đẹp mà dữ quá anh Hai. Anh Hai có sao không? Đau quá. Anh ơi, cho tôi hỏi cô gái mà nhậu say quá thì giờ đang ở đâu vậy? Anh lên kia kìa anh. Dạ, cảm ơn anh. Dạ. Thu Phương. Nè, anh qua đổi cổ đi. Thu Phương à, em có sao không vậy? Cổ mày làm sao vậy? Cổ tới đây uống rượu quậy phá rồi đập đầu người ta nữa. Tôi xin lỗi mấy anh nha. Thu Phương ơi, Thu Phương. Thôi, anh ra quầy tính tiền chai rượu. Rồi chở cũng về đi. Không uống nữa. Alo, chị Đăng Thánh đó hả? Tôi qua Huy đây. Tôi tìm được Thu Phương rồi. Cổ đang ở quán bar. Để tôi đưa cổ về. Biến đi. Anh biến khuất mắt tôi đi. Làm ơn, cho qua cái. Sao lâu vậy ta? Ăn ăn chi kìa. Dạ. Uống nữa. Uống. Thả ra. Quậy nữa. Làm đi. Yên đi Phương. Cô ấy ngủ rồi hả chị? Ừ. Cảm ơn anh nhiều nha. Không có anh á, chắc là Thu Phương kẹt ở công an phường quá. Tôi cũng không biết phải gọi cho ai nữa. Nếu một mình tôi đưa cô ấy về thì chắc mọi người dị nghị chết. Nên buộc lòng tôi phải gọi cho chị. Anh làm như vậy rất là đúng. Một lần nữa, không biết nói gì hơn là tôi xin cảm ơn anh rất là nhiều. Không có gì đâu chị. Nó một mình, một thân lên thành phố. Nó phải tự xoay sở để lo cho cuộc sống của nó. Tôi coi nó giống như là em út trong nhà vậy. Anh Huy nè. Tôi... chuyện này tôi mong anh giữ kín giùm cho. Chứ để hai bên công ty biết được thì... Chị yên tâm. Chị không dặn tôi cũng không nói cho ai biết đâu. Thôi, chị ở lại chăm sóc cho Phương nha. Tôi về trước đây. Dạ, cảm ơn anh nhiều. Ừ. Chào chị.
Tỉnh rồi hả? Mau bên đây ăn mì đi. Ăn mì đi. Tôi mới nấu đó. Nè, bà có biết tối hôm qua xảy ra chuyện gì không? Bà có biết ai đưa bà về không? Nếu bà không thích nói thì thôi vậy. Chị Đan Thanh nói hôm nay bà cứ ở nhà nghỉ ngơi đi. Khi nào thật khỏe rồi hãy đi làm. Thôi, tôi đi làm nha. Minh Hằng. Gì vậy? Cảm ơn bà. Ơn nghĩa gì? Thôi, ráng nghỉ ngơi đi. Khỏe rồi đi làm, nghe chưa? Má, má vô ăn sáng đi, chứ để đồ ăn nó nguội, ăn không có ngon. Ừ, biết rồi. Mà nè, dạ, con Hằng nó có về không? Con nghĩ chắc là nó không có về đâu. Nó đi làm luôn, chứ về để làm gì nữa. Mà hồi tối hôm qua, con Phương nó bị gì mà con Hằng phải qua bển ngủ? Con cũng không biết nữa. Nghe nói là nó bị trúng gió hay sao đó má. Quá tội nghiệp. Con gái con lứa ở một mình mà ở dưới quê lên nữa. Lúc bệnh hoạn không ai lo hết trơn à. Má, thôi đừng làm nữa, má vô ăn đi. Biết rồi, đi đi, đi đi kéo trễ. Dạ, má nhớ vô ăn đó nha. Ừ. Nè, dạ. Đi xe cẩn thận nghe chưa. Dạ. Ba ơi. Trời ơi, sao ba ở đây? Tại nó kiếm bà nó bắt à, lẹ đi trốn đi. Ba, con nói ba nghe nè, không có tay nào ở trơn á, bây giờ ba ra đi. Vô đi núp đi, nó thấy là nó bắn, thấy bà bây giờ á. Dạ, ba ơi, ba nghe lời con đi, tay nó đi hết rồi. Đi đi, đi ra đây. Hả? Dạ. Đi rồi hả? Dạ, đi rồi. Thiệt không? Dạ thiệt, đi ba. Nó bắt chết à? Dạ, dạ không còn đâu. Lên đi ba. Đi rồi hả? Đi rồi. Lần sau ba đừng có chui xuống bàn nghe. Ba nhớ nghe. Ba đừng có chui xuống đây nữa. Chui vô phòng. Dạ đúng rồi. Ba vô trong phòng của mình á. Trời ơi, nó bắt chết rồi bậy ơi. Nó tay tới. Sợ quá. Sợ lắm. Ghê lắm.